Tự nhiên đi nó cũng có tổ hiên và tổ dự. Còn cái kinh nghiệm của mình là lúc lấy ống không biết cần bị tổ hiên hay là tổ dự thì buộc mình phải hơi khỏi trước nhá. Cái tổ dự kia mình chủ quan quá, mình như giờ cái bao lên nó tơn nó lòi đá nó vô vô vào nó chích luôn. Quá trời sướng nhiệt cả mặt rồi các bạn ạ. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh Lê Văn Thông TV. Lời đầu tiên cho mình gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay lấy trưa hôm nay mình anh em bọn mình để tranh thủ đi tìm ông các bạn ạ. Thì mình định đi theo con đường kia đi vào trong kia để tìm. Nhưng mà không ngờ mình vừa đi qua chỗ đường đấy thì lại phát hiện các bạn ạ, lại phát hiện một thấy ông bay qua đường, cho nên là ở dưới cái hồ rác này các bạn ơi, là chuyện không thể nào ngờ được nhá. Ông này nằm ở dưới hồ rác nha các bạn. Đó, bay ra bay vào rất là nhiều. Ở dưới cái bao rác kia luôn nha các bạn. Đấy. Hai tổ luôn các bạn ơi. Hai tổ luôn nhá. Chắc là trong cái hồ rác này còn nhiều. Để mình xem thử có tổ nào nữa thì mình quay cho các bạn xem tiếp nhá. À, các bạn vào xem video nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Những ai chưa đăng ký thì cũng nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và cũng đừng quên nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xuống lật mấy cái bao rác kia lên xem nó đã có mật hay chưa nhé. Ở đây nha các bạn, dưới cái đống bao rác này nhá. Đó. Hai tổ nằm sát nhau luôn các bạn ạ. Cách nhau 2 mét. Đây. Bây giờ mình tiến hành hun khói. Đây là mình sẽ dược đấy nha các bạn. Đây là dòng cái ống mật vàng. Cái ống này là lắm các bạn ạ. Nó nằm trong đất, trong đá, trong các cái hốc cây thế. Không ngờ hôm nay mình được phát hiện nó nằm trong bầu rạc luôn nha các bạn. Chuyện này rất là bất ngờ. Chuyện này không thể nào tưởng tượng được nha các bạn. Dựa lên coi. Dựa cái này từ hướng nào lột đến ní. À, dựa đó đấy. Cứ cả bên này nữa. À, thế thì lại, tốt nhất thì lại yên tế nữa. Còn ông chủ thì bắt luôn. Wow. Được, còn được từ con ông chủ. Đừng có để nó bắn. Đấy số. Quân đẹp hay? Ừ, quân được mới con được. Để lại cái bọc bỏ vào đó. Nó còn nằm ở dưới cái báo này rất là nhiều nha các bạn. Đây. Con bệnh bị ở trong cái báo này luôn. Rút cái báo gì ra xem. Còn được 3 mét như mấy. Ông đóng rồi. Ông mua này mua ông tạch đan mới về nha các bạn. Tìm thấy con ông chủ thì mình bắt con ông chủ mình gom quần luôn nha. Con tơm đi không thua.
tổ thứ nhất không ăn thua các bạn. Còn một chút bầu mà trở đến này thôi, mới tách đàn mới về nha các bạn. Rồi bây giờ tiến hành khai thác tổ thứ hai đi. Tổ này tạm thời để đây đó, thì nên cho nó nhộm quần lại đây, mình bọc mình bỏ vào, mình tìm con ông chủ bỏ vào xong. Thôi lại rồi tổ ghế đó. Tổ này quần cũng ít mà. Đây lại đó cho bà sáu nó ở đây, mình lại lần nữa nha các bạn. Bây giờ đợi xuống gì hô ra các bạn ạ. Cái hố này là cái hố người ta múc để người ta đi rầy qua đây, là có những bầu rác người ta ném xuống đây các bạn. Lâu ngày đây người ta không đủ đấy. Bây giờ ông nó về nó làm tổ ở dưới ạ. Cái dưới động này nha các bạn. Tổ này ra đây các bạn ạ. Tổ này ra đây mà ông tổ ông này rất là dữ nha các bạn. Bị chích cho các bạn đây. Đây nha các bạn. Mình bị chích cho nó bị chích vào đây đây. Đây. Hai phát đây nha các bạn. Đó. Mùi nó bắt đầu phù lên này các bạn ạ. Nên mình chủ quan được nhá, tại vì lúc này nó nằm ở dưới cái báo ấy, mình chưa kịp hơi khỏi là bây giờ lên nó vô ra, nó chích quá trời luôn này các bạn ơi. Tại vì nó nằm dưới cái báo á, mình chưa hơi khỏi kịp được là mình bọc cái báo lên rồi là nó chích quá trời luôn này. Bây giờ mình không giảm lại gần này các bạn ạ. Để chờ đợi em nó lấy lên để mình quay kết quả cho các bạn xem thôi. Cho mình xuống đó thì nó chích mình quát rồi đây. Cái tổ thế này thì hiền. Tổ nằm thế này thì hôm nay mình hớ khỏi được thì nó phải khỏi được. Còn cái tổ dưới kia mình chưa hớ khỏi được. Mình giờ cái báo lên để nó vô ra nó chích cho các bạn. Cái dòng ống này thì không ai tài giỏi gì được đâu nhá. Tự nhiên thì nó cũng có tổ hiền và tổ dữ. Còn cái kinh nghiệm của mình là lúc lấy ống không biết cần bị tổ hiền hay là tổ dữ thì buộc mình phải hơi khỏi trước nhá. Cái tổ dưới kia mình chủ quan quá, mình giờ cái báo lên nó tơn nó lòi đá nó vô vào nó chích luôn. Quá trời sướng hết cả mặt rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mình cũng phải lưu các bạn ạ, phải lưu xuống đó để quay cho các bạn xem thôi. Tại vì hôm nay mình đưa không mang theo đồ bộ hồ á. Tại vì đi tưới. Cho nên mang theo đồ bộ hồ để đi lòng. Chẳng có tranh thủ quê trưa thì mình tìm một vòng rồi thôi. Còn không? Tổ này rất là khủng. Da đây các bạn ạ. Đấy nha các bạn. Nó nằm ở trong đống rác cho nên là cũng rất là khổ khai thác. Đây là cái phần mật nha các bạn, phần mật này quá trời luôn, khủng. Những cái bánh tổ rất là lớn nha các bạn ạ. Mà hôm nay thì chủ quan quá, hớ khỏi từ khi lấy. Bây giờ cái báo lên liền thì nó vô đã nó chích liền. Và đây là cái hậu quả cái sai lầm mình, là một bài học cho mình nha các bạn. Thì video này mình cũng xin được kết thúc ở đây. Những ai chưa đăng ký kênh thì vào đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để theo dõi những video mới hơn. Và cùng để ủng hộ mình nha các bạn. Chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha.